Rồi, xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay một buổi sáng chủ nhật làm vội cho anh em. Đây, đây là hệ thống V5 Pro của mình. V5 Pro được nâng cấp IC công suất, IC giải mã, IC nguồn đầy đủ. Giải mã đấy ạ, đầy đủ nhá, quạt gió. Hôm nay giới thiệu anh em tỉ mỉ luôn, đấy là giải mã này, rất hay. Dòng V5 Pro xuất âm ly, xuất sắp ao sắp ao tai nghe đầy đủ. Quan trọng là cái mảnh này, ba con IC rất là quý giá. Đấy, mặt dưỡng thì cao cấp, đổ từng mặt dưỡng luôn. Đấy, đổ từng mặt dưỡng nó mới đẹp được như này. Cho nên đổi với V5 Pro đầu tư rất là bài bản luôn. Đây, anh em nhìn đây. Đấy, nó thế này bây giờ, bao thế này nó mới đẹp được. Anh em hiểu chưa? Rồi, xin cảm ơn anh em nhá. Rồi.